Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là dịp lễ quan trọng đối với người Việt, vừa là lễ xá tội vong nhân, vừa là lễ Vu Lan báo hiếu theo quan niệm của Phật giáo. Ngày 3 tháng 9, chùa Kim Cang đạo tràng Phổ Bi đã tổ chức đại lễ Vu Lan năm 2023 với sự tham dự của gần 20 vị tôn đức tăng ni và hơn 200 Phật tử Việt Nam tại Đài Loan. Đây là dịp để những người con xa xứ bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn các bậc sinh thành và cũng mang ý nghĩa kết nối cộng đồng. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi bài hát Mẹ tôi vang lên. Hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 9, chùa Kim Cang đạo tràng Phổ Bi đã tổ chức đại lễ Vu Lan năm 2023 tại Đài Bắc. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự quang lâm chứng minh của Thượng tọa Thích Thiện Thuận cùng với hơn 20 vị tôn đức tăng ni và hơn 200 Phật tử đến từ khắp nơi như Đài Bắc, Tân Bắc, Đạo Viên, Nam Đầu cùng về tham dự. Trải qua hàng nghìn năm, Vu Lan đã vượt khỏi khuôn khổ tôn giáo, trở thành một lễ hội mang tính nhân văn, in sâu trong đời sống tinh thần của mọi người Việt. Mùa Vu Lan là thời điểm nhắc nhớ nhiều hơn về lòng hiếu thảo và lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Và đây cũng là lúc mà những người con khát khao mong được cận kề để đền đáp ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà họ phải ngậm ngùi xa cha xa mẹ, sinh sống nơi xứ lạ quê người. Do đó, đại lễ Vu Lan trên đất Đài lại càng mang ý nghĩa nhiều hơn. Người Việt ở tại xứ Đài này thật sự có những bùi ngùi cảm xúc. Ai cũng có gia đình, ai cũng có người thân và ai cũng có mẹ cha. Không nơi nào ấm áp bằng gia đình, không nơi nào ngập tràn yêu thương bằng cha mẹ của mình. Chỉ tiếc là xa quá, cho nên Vu Lan tha hương lại thêm một dấu ấn sâu trong tấm lòng của những người con xa xứ, càng nhớ thương cha mẹ nhiều hơn, càng tuổi phận mình bất hiếu, không được chăm sóc cho cha mẹ. Cho nên hy vọng rằng chư tăng ni của Việt Nam đang du học ở tại Đài Loan nên tạo nhiều cơ hội tổ chức những chương trình mang ý nghĩa nhân văn và giáo dục này để người Việt Nam nơi này vẫn cảm thấy ấm áp từ tình cảm của quê nhà. Lễ Vu Lan thì mỗi năm đều mỗi nơi đều có tổ chức, nhưng mà thực sự khi mà có một lễ Vu Lan của người Việt tại Đài Loan này thật sự là một niềm vô cùng là hạnh phúc. Đạo tràng Phổ Bi được thành lập bởi các tôn đức tăng ni là quý thầy cô du học sinh tu học tại Đài Loan nhằm thiết lập một không gian môi trường tu học và sinh hoạt cho Phật tử Việt Nam tại Đài Loan. Đạo tràng ban đầu được đặt tại Tân Bắc, sau hơn 10 năm hoạt động, hiện đã dời về chùa Kim Cang trên một ngọn đồi nằm phía sau khách sạn Vĩnh Sanh nổi tiếng của Đài Bắc, thu hút hàng trăm Phật tử tìm về tu tập. Nếu có thời gian rảnh thì cố gắng đến chùa, dù chùa ở bất cứ nơi đâu cũng được, ở gần cái chỗ của mình nhất. Thì mình đến đó để mình sinh hoạt, đến đó để mình quay về với tự tâm, quay về với con đường tâm linh của chính mình. Hiện có khá nhiều những ngôi chùa và đạo tràng của Phật giáo Việt Nam được thành lập trên khắp đất nước Đài Loan nhằm tạo điều kiện cho những người con của Phật tìm về và gác lại sự bề bộn của cuộc sống nơi xứ người để tìm được sự bình an trong tâm hồn.